Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ quận tổ chức họp mặt 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 92 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của phụ nữ Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã vận động và phối hợp vận động trên 2 tỷ 300 triệu đồng để thực hiện xây dựng 2 mái ấm tình thương, trao học bổng Nguyễn Thị Định, thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn. Nhân dịp Tết Trung thu, quận hội phối hợp cơ sở vận động trên 800 phần quà phát cho con em hộ nghèo, trẻ em mồ côi, con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí trên 160 triệu đồng, hỗ trợ phát dây cho 25 chị có ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh, số tiền trên 1 tỷ 200 triệu đồng. Tỷ lệ hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 94%.